Ngay lúc này sự việc quá đau lòng tại tỉnh Đồng Tháp, huyện Thanh Bình, xã Tăng Long. Chị ruột của anh Phước và cháu Kiệt dẫn ra nơi hiện trường hai cha con bị điện giật. Mời quý cô chú chị xem hết video để hiểu rõ câu chuyện như thế nào. Chạy gì nè, tại ngày qua chạy nó ngay cũng qua chạy gấp quá cũng té dắp té đây hôm trước. Dắp té ngồi rồi ngồi đậu gì vậy? Nó gì đó. Mà sao chị qua chị hay tin mà chị chạy ra? Có người cho hay, có người cho hay ha. Đi chung á, có người đi chung nó chạy cho hay nè. Chạy ngang cái đường này luôn hả chị? Bỏ dép đây, bỏ dép đây đi. Đồ sình không luôn cả nhà ơi. Ờ, đường sình không á. Giờ điện là người ta cúp hết rồi hả chị? Vậy là chị té một cái gian vậy luôn. Mình đó một cái, mình đem cái nữa. Gì hả? Tại vì táo quả mình chạy gấp nó hả chị? Từ chị ơi. Vì ngày qua nước ngập hơn này không chị? Ngập hơn chút. Ở đây là ốc bu vàng không là phải không chị? Ừ, vàng đất này là đất của ai chị? Đất của người ta. Là đi nhờ của đất ra luôn ha. Thì đi nhờ cái này thì mình đi bắt ốc ở cua thì nhờ gì nè, chứ người ta không có gì mình hái mình ăn đó. Ta cũng làm gãy ha, thấy gãy là... xong rồi này cầm người ta, có cái điện nè. Nãy thấy công an mới vô, giờ đi ra chắc vô ăn kết. Rất nhiều quá. Ở đây là cũng. Đó, vô gì nè, bớ người ta cứu cháu tôi nè, chứ tôi rồi không có lại đó nha, cháu nằm xa xa, mặt luôn bộ đồ xanh thấy đó. Tốt cẳng ha. Đây nè, đây nè. Đó hả? Đây hả? Đây nè, nó nằm đây nè đó. Nằm chỗ nào? Đây là cái hông trống này nè. Chỗ này luôn hả? Nó nằm đó, tôi ở đây. Tôi dây điện ở đâu đây nữa? Đừng dây điện ở đó, đừng dây điện ngang cái nước nè. Dây điện ở đây là đặt để làm gì chị? Hả? Dây điện đặt cái nước chạy lên cái bẫy này nè. Ồ. Có đường dây điện nó nằm này nè. Rồi anh đi ra đây là anh bắt cái gì? Bắt áo có cua. Áo có cua hả? Rồi nó lại tới đó làm điện giật nó luôn đó. Ồ, dấu vết đây hả? Nó nằm cái dụng đó đó, cái dụng đó là nó nằm cái đó đó. Rồi. Có chiếc dép đó hả? Thì đó, ngoài qua chiếc dép kia đem vô điện hả? Không phải, ngoài không dép qua đi chân không. Trời ơi. Nhưng mà chạy không có chạy tới đây, tới đằng hơn đằng đó là chị la rồi. Thì thấy em cháu nó ngồi nằm ở đó. Rồi mấy chị tắt qua đây la bớ thằng thớm. Còn anh Phước nằm đâu chị? Phước nằm ở dụng đó nhưng mà nằm dép bên đó, thằng cháu nằm ở đó. Đâu 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 với chị ha. Cầm cái chị bên đó đó. Đâu chị qua chị chỉ là gần rồi chị. Thôi đừng có lại gần. Đó, vậy chị gần. Đó vậy chị nằm. Vậy là mấy cọng dây chì thứ này nè, phải không chị? Đúng rồi, dây chì này nè. Dạ. Nó chụp cái cây nó khều gãy gãy đó, nó chụp cái đó đó. Với lại ở đây là nước không. Nước không mà qua nó hơn hơn này chút. Chỗ đó nó hơi cao cao ở đây. Qua nước nhiều ha. Dạ. Qua nó hơi hơn chút. Chỗ này chắc này nó biêu, nó gặp ngờ, chắc này nó gồng rồi. Gồng vậy là chuyện coi là có mưa không chị? Không, không có mưa. Chiều năm giờ đó có mưa. Gồng nó lên đó ha. Gồng biêu đó, nước chiều lên nó gồng biêu rồi. Cái dạng này là người ta trồng rau cây gì chị? Mồng tơi. Rau mồng tơi. Ơi, xui ha. Nghe trời ơi, tôi không có tới đó nha, tôi đứng đằng này nhưng mà tôi la rồi. Rồi con nhỏ vợ đứng đây, thằng em đứng bên đó. Nhưng mà cuối cùng thằng em nó quỵ ngay đó luôn. Rồi tôi chạy đắng, tôi chạy vô đó, tôi la xong, tôi quẹo qua đây, tôi đỡ em, tôi không kịp. Có hai người đau khổ. Rồi chị chứng kiến luôn. Đúng rồi, em lớn em la, mà em la em chạy vô, em chạy tới chỗ đó luôn. Em vô tới cái nhà bà đó luôn, em la, không ai tắt hết trơn, em la cho ngược qua bên đây. Nó nói đó, nó tắt gọi, nó trả lời là nó tắt gọi, tôi đi. Rồi, em nhảy tê tê, cái nó nói mẹ mày. Họ chết đi mẹ mày cũng chưa cha luôn. Rồi chạy ra tới đây thấy em nó bị rồi hai người kịch nó ghiêng vô ghiêng cổng em vô cháu vô trước. Rồi ở đây xa cái đang xa cũng chạy xa vậy đó. Là lớn người ta cũng ít nghe. Có nghe rồi anh thấy nãy giờ em la mấy anh có nghe không? Có gần thôi. Chứ trong đó đâu có nghe đâu. Chỉ nghe ra đây không mà hết hơi rồi đó. Dưới đây đường tương nữa trời ơi người chạy té hai quận luôn mình mấy người tàu trên nó xịn không ạ chứ mấy giờ vậy. Mấy giờ chị? À cỡ 5 giờ nó ngay cấp kia cho hay cỡ 5 giờ 15 còn cấp sau đem vô cũng cỡ 5 giờ rưỡi. Rất to chiều luôn ha. Ờ đúng rồi rất chiều. Có 5 giờ rưỡi. À, hai cha con nằm gần luôn. Thì hà này thằng cháu gỡ lên thì thằng cha đó thuộc xuống nằm cái cắm dây gì nè, thuộc cái gì nè. Bởi cái tay cái tay vô cái dây ha. Anh vô dây chì nè ha. Cũng như nó đớ đớ nó đỡ gì của cháu đó nó chơi anh thấy nè cái bực lời gì nè. Đó anh đứng vậy thì anh gió gì hơn đó nó chợt gì nè nè đó vậy đó nó chụp vô cái dây điện. Rồi. Nó chợt vậy đó nó mới xui chứ nó biết có điện mà chị nó ra tới đâu là chị thấy. Nó em đi theo nó sau lưng. Ủa, em đi sau lưng luôn hả? Nè, đó mà chị em la là đi cứu cháu mà. Em đi tới đó nhưng em không lại nó, em nói bớ người ta cúp còi dao giờ. Chị, hôm qua anh Phước á ảnh cầm vô cái cọng dây nào chị? Đó, vậy dây nằm thì xỉu đó đó. Cọng dây tuốt ngoài đó ha. Rồi. Xỉu ngang lên đó. Cọng dây tuốt ngoài đó cả nhà. Đó, vậy cái đó đó. Ở dây này nè, dây xéo ở đó đó. Dạ. Cởi cái cây gãy ha. Cởi cái cây gãy nè cả nhà.
nó vô nó biết cái gì có điện nó mới nó gì nè mà nó trơn nè. Đi như lấy đó. Do nước nó dẫn lên đó. Điện với nước rồi. Điện với nước. Mà ngày hôm qua là Xu khiến sao chị đi theo hay là chị nghe tiếng? Nó vô cho hay, có một người cho hay. À, tại vì cái thằng đó đi chung, thằng bạn đi chung với thằng cháu đó, đi bắt ốc chung. Nhưng mà nó thấy nhà này nó chụp giật như đó rồi, nó đứng ở đây nó kêu. Kêu gì nè, cho nên mình giá tỉ chắc mình nghi ngờ là đứng kì cơ, kì cà mà kì cơ, xem thằng này không lên tiếng. Nó mới quay đầu chở vợ này vô xem tới đây nè. Nó kêu kiếm mẹ ăn kẹt coi, cô mẹ ăn kẹt đâu, thì mẹ nó đang gửi chén, mẹ nó hỏi cái gì. Cái nhỏ nhỏ này mở năm, có người kiếm mẹ mở năm kìa, thì nó nói cái gì, cái thằng này nó mà mập nó. Mẹ ăn kiệt đâu rồi, kiệt nó bị xỉu rồi, không có nói lên tiếng, kêu nó mấy tiếng không lên tiếng. Cái quay chữ nó, con đĩ mẹ mà nãy giờ tao ngồi đây không nói. Thì cầm điện thoại vừa quay vừa la vậy nè, con coi YouTube. Chứ không vậy chơi nó coi bút rồi đó. Rồi cái nó chửi nó thì nó kêu chạy ra đây gặp con cháu nằm đây, ở đâu xa tôi đâu dám lại đây đâu. Tôi kêu hai người em nó tránh ra, tôi chạy vô kiếm chủ nhà tôi la. Anh cho tao có cô giáo. Chủ nhà mà ấy điện lại ở bên đó đó hả chị? Không, cái này đất của người ta mình không có người ta. Dạ. Nhưng mà cái hiện trường là người cha xỉu trước hay người con? Con chết trước. Con nó trước, thằng cha mới chạy theo. Tại vì hai cha con, hai chị em nằm ở nhà, thằng con nó hô đi bắt ốc, nó chạy ra. Rồi thằng này nó ngủ, thằng này nó vô cho hay rồi này chạy trước, thằng cha nó giật mình chạy theo. À, cha nó xỉn mà, hơi xỉn xỉn hơn. Rồi nó ngay cũng có rượu nhậu tới 1 giờ nghỉ rồi, mà tới 5 giờ chiều cũng bớt rượu rồi, nó mày biết rồi. Còn kêu vợ ơi né ra điện nữa mà. Đánh vỗ ra chắc sáng vậy là theo như em đón là ra chắc thấy người con như vậy rồi nhào vô. Nhào không có nhào nhưng mà biết em ơi có điện. Thì thằng này nó biết mà nó đấy kẹt khều nhưng mà lỡ cái chân này chân chân này chân, nó trơn gì nè nó chợt xuống nó chụp luôn như dây này. Tại vì người vợ ra trước, người vợ ra trước. Hai vợ chồng chạy lượt nhưng mà đứa đứng bên đây đứa đứng bên kia. Thằng này nó không qua kia còn vợ đứng bên đây, đứa đứng dậm đó đó. Ngay chỗ này. Đó cái dụng nước nước đó nó đây nè. Hiện trường đây nè mọi người. Quá trời dấu tích. Vậy là anh nay được bao nhiêu tuổi vậy? 44 tuổi. Rồi đứa đứa chứ 13. Đứa 14 tuổi, em kia 14 tuổi. Đứa con 14 tuổi. Đúng rồi, em kia 14 còn anh Phước là 44 tuổi nha cả nhà. Hiện tại là ở xã Tân Long của là huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp cả nhà. Câu chuyện rất là thương tâm luôn. Hiện trường ở đây. Đó, đây nè cả nhà, để gì mình chỉ cho ha. Đây. Cái hiện trường đó là chị cái dây nó còn dính sình luôn cả nhà. Đó. Cái cây nè, chị nói là ngày ngã ngay Dũng Sình có cái cây đó đó. Đó cả nhà. Ở đây thì có cái hầm nè. Còn cái điện ở đâu thì cũng chưa có gành nè cả nhà. Nhưng mà sao không thấy cái điện ha. Thấy ngã nó cục từ giống vậy nè. Cũng như đã mình đi cái đó rồi, mình chửi nó xong rồi mình quay ra thì nó cục cỏ dao rồi mình thấy nó cục xuống rồi, nó dây điện nó cục xuống đó. Chị là sao với gia đình chị? Chị ruột. Chị ruột ha. Tại em qua gì đám giỗ. Dạ. Cháu dẫn đi chơi ra đây chơi bắt cua đồ ha. Anh em bạn bè ngủ đi chứ không phải cháu nào, bạn bè nó ngủ. Coi như là cái chính là bắt cua với bắt ốc ở đây. Đúng rồi. Dạ. Này nó thường thường đi bắt cua bắt ốc là ngày dùng cái ngày thì nó bắt cua ốc có rồi. Giờ công an vô làm việc giờ mình biết cái nguồn dây điện nó ở đâu chưa chị? Cái nguồn dây điện nè đây thẳng ở đây, thẳng ở đó đây cho cái nhà thôi. Cũng như là ảnh ra đi là chị chứng kiến thấy luôn hả chị? Ảnh ra đi là cũng như chị nhìn thấy trước mắt luôn ha. Đúng cái lỡ lại thì nó cột xuống rồi đó. Rồi đi vô ha. Rồi nó đỡ cầu phụ nó. Nhưng mà đỡ phụ nó thì nó không có nói gì đâu, đâu xanh giờ tím môi rồi. Thì mượn anh em được bao người chạy ra thiên phụ. Ở lúc đó còn nhúc nhích không chị? Không có còn gì. Cá tím môi rồi nhìn đơ hết trơn rồi nhưng cũng còn mình liệu yếu mà đơ vậy đó. Rồi bốn người khiêng. Mình sao đem vô nhà mình có sơ cứu thêm không? Đem vô nhà để xuống đè xuống sơ cứu mà cũng không thấy ông nói tắt thở rồi. Vậy đó ha. Chị cái lúc đó mà nếu bình tĩnh mình để im nằm đó luôn, mình đắp sình đầu lên người ta sình vô đây có nước hôm qua nó còn hơi sẹp hơn. Lúc đó quýnh quán hết rồi, chở nhiều. Nước sẹp hơn. Cái ngày qua chắc có không ai dám lợ nhiều đâu tại vì mới gì đó điện không biết đường điện của ai cấp. Dạ. Nhờ người ta chạy ra nó mới cấp điện mà mấy người ta mới lỡ. Cái xui khiến. Cấp nó tụt cái tay xuống người ta mới biết có không có người có điện đó. Đây là toàn là bùng. Chị thấy đường điện không á, tại vì bây giờ mới đó. Ở đây là ta trồng cái gì hả chị ha? Mồng tơ, cái này là dưa mồng tơ, không là ta cày dưa mồng tơ nè. Thưa chị, ở đây là cái địa chỉ gì chị? Ấp mà cái này là Tân Long, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp mà. Xã Tân Long ha. Ở đây xã Tân Long. Xã Tân Long của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tháp. Ở đây là chị bên là có cái anh đó ha. Có anh Phước. Chị ruột của anh Phước mới chia sẻ là cô chú anh chị thành dẫn chúng em ra tận hiện trường luôn. Người chị ruột mà đi kế bên luôn là. Bên như chị ruột có năm mười Phước, cho nên mình cắt xa vậy đó, mình chia ra lao vậy.
Dạ. Dù kêu la la gì thì cũng chạy vừa vừa dùng cái chớ mình chạy đứa đẻ đứa chậm chứ đâu phải là đều được đó. Dạ. Nhưng mà tại lúc nóng ruột thì có chạy sơ xúc có té này qua. Té cái này lại. Em thấy là không có đi chạy nhanh được, em thấy là chỉ đi nhịp lắm á chị. Trường lắm cả nhà. Cái này bước nhanh là té nè. Đi ốc quá tàn luôn nè. Ốc ốc bù vàng. Đây là ốc bù vàng nhiều quá hết chị. Nãy giờ em đi đạp. Cái này là đạp thiên nhiên hay gì? Không có tự lên nó tự mọc. Thiên nhiên. Từ nào nó lớn nó mất rồi nha. Vậy nha. Cua đây là cua đồng hay cua gì? Cua đồng. Đây là cua đồng. Ôi quá trời ốc luôn. Quá đau lòng luôn ha. Ba mò gì không nè thấy không? Ba thấy, ba dắt tới quýnh thì ba thấy té. Lại còn giờ đi từ từ. Đi không quen chạy không hồi sổ chân luôn. Ờ đúng rồi. Coi như là chị thấy anh Phước ngã từ từ luôn hả chị? Thấy quay lại nó chết em tôi gọi tại vì nó buông cái cây cái tay nó áo sập nữa. Thằng con cháu mặc đồ xanh. Cấp ga thằng cháu mặc đồ xanh nó làng rồi cái quay lại thế. Thấy em nó sập nó ngã xuống rồi chết em tôi gọi. Thì cũng có la câu đó gì đó nói gì đó. Yeah. Nhưng mà tới ngày cúp rồi rồi đó rồi. Yeah. Hai cha con đem vô nhà rồi mà không có cứu được người nào hết. Không có được người nào chữa được như vậy.